Không chỉ có Tuyên Quang mà hiện nay việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học cũng được nhiều địa phương trên cả nước triển khai. Thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học mà các sở ngành địa phương đã và đang thực hiện, nhiều hộ dân đã có cơ hội tiếp cận với phương thức chăn nuôi tiên tiến, nâng cao kỹ thuật và kiến thức chăn nuôi, mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Khi mà chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học này, thì con lợn nó có cái sức đề kháng cao hơn và có sức kháng bệnh nhiều hơn so với cái nuôi theo phương pháp truyền thống. Còn về cái lợi ích kinh tế thì hiện tại như chúng tôi đang thực hiện nuôi theo phương pháp an toàn sinh học này thì cái thời gian tăng trưởng của con lợn nó vẫn như bình thường như truyền thống. Có thể nó hơn một chút, ít thì chúng tôi cũng đánh giá cao nhưng mà chỉ đánh giá bằng. Về cái giá thành thì cái giá thành của chúng tôi đang cao hơn so với của truyền thống ngày xưa. Cái lợn của chúng tôi khi mà đưa ra thị trường thì bây giờ rất được mọi người đón nhận. Thậm chí là có những gia đình đã còn đặt trước khi mà xuất chuồng rồi. An toàn sinh học là cái giải pháp tiên quyết trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Nếu hộ gia trại nào mà áp dụng cái biện pháp đấy một cách tốt nhất thì không bị dịch tả. Chính vì lý do đó cho nên đến cái thời điểm này rất nhiều trang trại, gia trại vẫn không bị lợn, không bị nhiễm bệnh và chúng ta vẫn có thể mua thịt một cách rất dễ dàng. Và cái biện pháp này là gì? Thứ nhất là bên ngoài xung quanh cái chuồng nuôi là chúng ta phải sử dụng bằng các cái hóa chất như là vôi tôi hoặc là vôi bột để rác hoặc là những cái chất khử trùng giống như Bộ Nông nghiệp đã khuyến cáo. Nhưng trong chuồng nuôi sau khi mà trước khi thả lợn chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp ấy. Nhưng khi mà lợn đã nuôi rồi thì chúng ta phải giải quyết an toàn sinh học bằng các cái chế phẩm sinh học. Ví dụ như là đệm nót, ví dụ như là chế phẩm sinh học phun để mà chuồng nuôi đã trở thành như là một cái khu đã được bảo vệ, thiết lập cái hệ thống vi sinh vật có ích mà không có vi sinh vật có hại, không có cơ hội để tấn công vào con vật nuôi. Ăn không có hóa chất, uống sạch và cơ hội dịch bệnh không tấn công thì chúng ta hoàn toàn có thể quản lý được dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, tính đến tháng 8 năm 2021, tổng đàn lợn trên cả nước ước đạt 26,67 triệu con, tăng 4,5%, đàn gia cầm 515 triệu con, ước tăng 5,4%. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở châu bò có xu hướng quay trở lại. Cùng với đó, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thì chăn nuôi an toàn sinh học được xem là giải pháp hữu hiệu giúp kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường.